Lão quá. À. Ui. Combat đỉnh quá anh em ạ. Trời ơi, đã quá. Đồ họa game đã thật đấy. Wow. Mình không nghĩ đây là một con game mobile luôn anh em ạ. Bởi vì những cái gì nó mang lại thì nó quá là đẹp. Và bất ngờ hơn, đây là một con game đến từ Trung Quốc. Và con game này chỉ được lập trình bởi một người mà thôi. Và tên của con game này có tên là Prime Memory. Đây là một con game lối chơi theo kiểu đó chính là góc nhìn là FPS này. Nó cũng có những cái kỹ năng rồi cũng như cốt truyện đi ải này kia. Thì mọi thứ mình thấy nó cực kỳ là đẹp. Và nó cực kỳ là hay luôn. Và đặc biệt nhất, như mình đã nói rồi, đồ họa của nó mình rất ấn tượng với một con game mobile như thế này. Và nó lại còn free nữa. Ok, để mình chia sẻ cho anh em kỹ hơn trong video này nha. Và cùng mình chơi thử con game này, Prime Memory. Ok, đây chính là cái giao diện chính của con game này. Nhưng mà trước tiên đi vào cái phần trò chơi ấy, thì mình sẽ nói luôn con game này mình sẽ download ở trên TapTap nha. TapTap download như thế nào thì mình cũng đã nói khá là nhiều rồi. Anh em chỉ việc lên download cái TapTap về và sau đó tìm tên con game này và download về thì nó hoàn toàn là miễn phí thôi, cực kỳ là đơn giản. Thì anh em sẽ thấy cái kiểu bố cục và cũng như là những cái hình ảnh mà nó làm ở cái phần setting á, làm mình nhớ đến những con game kiểu nó rất là hiện đại, rất là xịn sò này kia. Thì con game mobile này nó làm được như vậy thì thực sự nhìn nó cực kỳ là thích luôn. Nó không phải là những cái bộ setting kiểu nhìn nhàm chán mà nó có hình ảnh cái thứ trực quan luôn, nhìn rất là đã này mà. Và cái lý do mà hình ảnh của con game này nó đẹp được như vậy á, cũng như là những cái chi tiết của game nó ngon, nó lên chi tiết được như vậy, cũng một phần là nhờ vào cái công nghệ là Unreal Engine 4 của Epic á. Đó. Rồi, ok, cho anh em gì đồ họa này. Dạ man, mình không ngờ con game mobile nó lại làm đẹp được như vậy anh em ạ. Mà cũng một phần như mình đã nói rồi, công nghệ Unreal Engine 4 thực sự nó làm cho cái đồ họa của game rất là chi tiết luôn. Anh em nhìn này, đó thấy không? Nó quá đẹp luôn anh em ạ, thật sự luôn. Mình không có gì để chê về mặt đồ họa của con game này nữa. Mà anh em cũng nhìn này, cái cơ chế anh em chơi con game này thì nó có rất là nhiều chi thức đẹp luôn. Nè, 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 chiêu này. Đó. Ui xôi. Ôi, còn gì để chê không? Ui ôi, gì đấy? Ui, đây, sẵn cho anh em coi luôn. Đó, đây là một con game FPS Hanoi nhá. Nào. Ui, đông quá, đông quá. Ây da, ây da. Ây da, ây da. Đông quá. À, à. Đây, mình có thể chuyển được cả súng nha. À, à, chết cha tôi rồi. Đau quá. Ui, trời ơi. Ok, quá đơn giản. Mình phải bắt... Ui! Ây da! Ui, tới đây chắc phải bắn gây coi rồi. Đấy! Thông minh à? Để mình thấy tôi thông minh à? Nào! Ui! Ui, chúng nó đông quá! Ủa. 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 Bọn này nó có chiêu giống tôi anh em ạ. Ủa. Bọn này nó có chiêu giống tôi. Ui ôi căng vãi ạ. Cái gì đây? Ủa. Thôi 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 thôi. Ây da ây da. Đâu quá. Nó đâu rồi, nó đâu. Ây da. À. À đau quá. Đau phết anh em ạ, không đùa được. Thôi. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi. Ây da. Chạy thôi, chạy thôi chứ. Láo quá. À. Ui. Combat đỉnh quá anh em ạ, trời ơi, đã quá, đồ họa game đã thật đấy. Láo tao à? Láo tao à? Láo tao à? Láo này, láo, chết chưa? À chết rồi. Gì đây? Chạy 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 chạy. À mà phải nhặt mấy cái này nữa, quên 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 quên. Ui. Ui. Quả combat căng đét luôn em ạ. Nhưng mà đồ họa đã thật. Thực sự cả về mặt âm thanh này kia, kỹ năng mọi thứ mình đều thấy rất là tuyệt vời với con game này luôn. Ui. Rồi cái gì đây? Ui.
giật cả mình. Xoay tay à? Wow, quả có chuyện con game này về mặt hình ảnh các thứ mọi thứ mình thấy game làm rất đầu tư luôn đấy anh em. Mà cứ nghĩ đây là một con game kiểu PC mà anh em phải bỏ tiền ra tiền gì đây? Đó. À! Thôi xong rồi. Thôi anh em nha, chơi tới đây thôi anh em nha. Ok, anh em cảm thấy sao về con game này? Quá bất ngờ đúng không? Mình cá nhân mình chơi lần đầu tiên với con game này thì mình cũng cực kỳ là bất ngờ nữa. Bởi vì những gì mà nó mang lại á, nó rất là hay và những gì mà nó cho mình cái trải nghiệm khi mà chơi con game này nó rất là sướng và nó rất là đã anh em ạ. Nhưng mà mình cũng nói luôn, do đồ họa của game này rất đẹp cho nên nó cũng sẽ đòi hỏi cái cấu hình máy của anh em thì nó sẽ phải gọi là mặn mặn một tí đấy nhá. Rồi, anh em thấy thích video đừng quên để một like, share, subscribe cho NGZ. Mình là Cà Tống, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace.